Chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với Beautiful Car. Đấy, hôm nay thì mình sẽ mang đến đây một trong những mẫu xe có thể coi là huyền thoại của nhà Toyota luôn, và các anh các chú săn lùng rất nhiều trên thị trường ô tô cũ hiện tại. Đây chính là chiếc Toyota Land Prado 2016. Đây có thể coi là một trong những mẫu xe mà anh nghĩ ở cái thời điểm này tầm tiền loanh quanh khoảng tỷ rưỡi tỷ sáu thì gần như là nó quá tuyệt vời luôn. Thứ nhất là Toyota cực kỳ lành bền bỉ. Thứ hai này, đây là một mẫu SUV size full size luôn, cỡ lớn, rộng rãi, thoải mái, cách âm cực kỳ tốt. Rất là lành, chăm sóc thì cực kỳ dễ, chi phí nuôi dưỡng rất rẻ luôn. Và điểm đặc trưng của cái dòng xe này này là khung gầm nó gần như là thừa hưởng từ Lexus 460, thế nên là có rất nhiều điểm phải coi là nó quá hợp lý với cái tầm tiền bây giờ tỷ 6 tỷ rưỡi có hẳn một chiếc xe như này để di chuyển, quá tuyệt vời đúng không ạ? Cái điểm ấn tượng đầu tiên của những chiếc xe Prado này phải nói đến cái kích thước. Một chiếc full size cỡ lớn này, cực kỳ rộng rãi, thoải mái luôn, và nhìn quan trọng là nhìn nó hầm hố. Đấy. Cái thứ hai nữa là 2016 là cũng là một trong những cái bản nâng cấp mới rồi, có cái cụm đèn LED 4 bi ở đây này, phải nói nó rất là đẹp luôn. Nhìn cho đến bây giờ nhìn cái kiểu dáng thiết kế này phải nói nó vẫn rất là đẳng cấp. Prado mà. Dù gì thì cũng là một trong những hàng siêu phẩm của Toyota. Phía dưới nắp máy thì sẽ là khối động cơ 2.7 lít hút khí tự nhiên. Nếu mà nói về độ bốc thì nó sẽ rất khó bốc bởi vì khối động cơ đấy cũng gọi là tạm tạm. Cái thứ hai nữa là cái khối lượng của xe nó rất là lớn. Nhưng mà bù lại ấy, đấy là cái sự bền bỉ và lì lợm thì cái mẫu Prado nó đáp ứng quá tốt luôn. Đây, anh chị em có thể thấy là cái kích thước của nó rất là lớn. Đấy, nó dẫn đến cái việc mà cái khoang không gian nội thất bên trong nó cực kỳ rộng rãi và mình nhìn chiếc xe lúc nào nó cũng rất là bệ vệ. Thì đấy là những cái điểm đặc trưng. Với một chiếc xe như thế này, cụ thể như chiếc này chẳng hạn thì lăn bánh đâu đó khoảng tầm 7 vạn km. Đấy, và nó vẫn giữ được những cái đường nét phải nói là chưa xi nhê gì so với một mẫu xe như thế này. Đi mua xe cũ thì anh chị em mình cũng để ý một chút, ví dụ như dàn lốp này chẳng hạn. Đây là một cái dàn lốp mới thay, một cái điểm có thể coi là điểm cộng khi mà mình đi mua xe cũ. Gì thôi, cái dàn lốp này loanh quanh vào khoảng 20 triệu rồi. Mình mua một chiếc xe như này đỡ được kha khá tiền. Anh em về đỡ mất công chăm sóc. Đấy, mình di chuyển lui một chút về cái phía đuôi xe thì cái sự bề thế và đồ sộ ấy, nó tiếp tục nó thể hiện ở cái phần đuôi này. Cụm đèn này rất đẹp này. Thực ra đến bây giờ nhìn những cái cụm đèn này vẫn rất là ưng mắt. Thứ hai nữa này, đấy, cốp mở nó sẽ hơi lạ một chút so với những cái mẫu xe thông thường khác trên thị trường. Đây là cái khoang hành lý khi mà mình gặp cái hàng ghế thứ ba lại. Thật ra thì Nghĩa đã thấy chứng kiến rất nhiều trường hợp, tức là các chú anh ấy mua một mẫu xe 7 chỗ này về nhưng thường chỉ sử dụng có hai hàng ghế thôi, còn phía sau thì mình chở đồ cho nó thoải mái. Còn trong trường hợp nếu mà mình cần một chiếc xe mà chở được 7 người nhé, thì rất đơn giản thôi, những cái thao tác nhẹ nhàng thôi là mình có thể kéo cái ghế này lên. Nặng lắm. Chưa kéo hết lẫy. Nó sẽ lên như này thì mình sẽ phải hy sinh cái phần diện tích chứa đồ, nó sẽ hơi khiêm tốn một chút. Mình gặp lại thì đấy, hút mốt. Đó. Đấy. Đấy là những cái điểm ấn tượng đầu tiên thì mình có thể nói đến cái thiết kế này, rồi cái kích thước này. Bây giờ thì chúng ta vào trong khoang nội thất nhé. Đây mới là cái điểm ăn tiền của Prado này. Đây, đầu tiên là để nói về cái hàng ghế thứ hai. Một mẫu xe full size như thế này thì thực ra cái hàng ghế thứ hai này nghĩa là không có gì để chê cả. Điều hòa 3 vùng độc lập này, cửa gió ở tất cả các vị trí này, có cái bệ tì tay trung tâm ở đây, sạc xiếc các thứ có đầy đủ cả, kệ tì tay, khay để cốc. Và cái điểm đặc trưng của những cái dòng Prado nói riêng và những cái dòng xe cỡ lớn của nhà Toyota hay Lexus nói chung, đấy mình phải nói được cái sự êm ái và rộng rãi, thoải mái trong khoang nội thất, cách âm cũng khá là tốt. Đấy là những cái điểm rất tuyệt vời. Đóng cửa vào thì gần như bên ngoài mình sẽ không nghe được những cái âm thanh tạp âm từ bên ngoài nữa, cực kỳ yên tĩnh và thoải mái luôn. Đây, hàng ghế thứ hai. Thời điểm 2016 thì nội thất những chiếc xe này sẽ màu đen như thế này. Vừa. Đây. Cuối cùng là về cái khoang cabin. Thực ra bảo để lái Prado có sướng không thì chắc là Nghĩa cũng nói ngắn gọn thôi, lái Prado thì không sướng lắm. Đấy. Nó bình thường. Chìa khóa này vẫn là dạng chìa khóa cơ truyền thống nhá. Prado là chiếc xe có thể coi là một trong những mẫu xe ít tiện nghi tại thị trường Việt Nam so với cái tầm tiền. Ghế lái chỉnh điện này. Đấy. Ngồi nó rất là bệ vệ, thoải mái, tầm nhìn cao thoáng này. Option thì tạm tạm thôi ạ. Đây, trợ lực thì sẽ là trợ lực biến thiên theo tốc độ này. Đấy. Phía bên trong này thì mình sẽ có một cái phần màn hình như thế này, hơi nhỏ một chút. Rồi điều hòa đa vùng độc lập này. Phía dưới này sẽ là những cái hộc để đồ cơ bản như thế này thôi. Có gài cầu này, gài cầu điện này, hộp số phanh tay dạng cơ. Đấy, và một cái hộc để đồ đây. Thì cái hộc này nó sẽ là một cái hộp lạnh, mình có thể chứa được đồ đó khoảng tầm 5-6 chai nước lạnh. Đây, thì anh chị nếu mà trong cái tầm tiền khoảng 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 mà muốn mua một chiếc xe SUV này gầm cao này, full size cỡ lớn này, bề thế bệ vệ này, cách âm tốt, rộng rãi, thoải mái này, dễ chăm, dễ nuôi, chi phí bảo dưỡng vận hành rất là rẻ, thì đây, Prado phải nói là một trong những sự lựa chọn rất tuyệt vời. Còn nếu mà anh chị nào yêu thích một mẫu xe
lái thích này, xong lại nhiều option này, thì có lẽ Prado này nó sẽ không phải sự lựa chọn nhé. Hiện tại những mẫu xe như thế này trên thị trường thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 1 tỷ 550 triệu đến khoảng dưới 1 tỷ 7 tùy vào chất lượng xe. Ví dụ như chiếc này thì đang chào bán đâu đó khoảng 1 tỷ 690 triệu rồi, lăn bánh 7 vạn km. Thì đây sẽ là cái sự lựa chọn nếu mà anh chị mình đang cân đối về cái tầm tiền và nhu cầu sử dụng như vậy nhé. Một chiếc xe rất ok. Nếu mà anh chị em nào quan tâm đến những mẫu xe khác, xe cũ, xe mới thì cứ comment xuống phía dưới video này. Nghĩa sẽ tìm kiếm xe và sẽ review một cách chi tiết cụ thể cho cả nhà mình cùng xem nhé.